À, vâng, thưa quý vị, khi mà nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh thể hiện ca khúc Ký ức quê hương thì khi mà chị hát, Tam Phương cảm nhận từ phía dưới sân khấu khán giả trong đôi mắt đều có chất chứa rất nhiều những cảm xúc. Trong câu hát của chị có những câu nhắc đến như là cây đa, giếng nước, rồi có những cái trò chơi thời con trẻ rất là dễ thương, đáng yêu, câu cá, tắm sông, rồi thả diều, vân vân. Gợi nhớ đến ký ức tuổi thơ vô cùng yên bình. Và khi chị thể hiện ca khúc này thì cái cảm xúc của chị như thế nào ạ? À, xin cảm ơn MC. Và trước khi nói đến cái cảm xúc của mình thì cho phép Vân Khánh được chúc cho nhạc sĩ Thiên Tuế tối nay có một buổi ra mắt CD thật là ý nghĩa và thật là ấn tượng. Và chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một buổi tối thưởng thức âm nhạc thật hay và ấm cúng. Kính thưa quý vị rằng là để nói một ca khúc mới mà một người ca sĩ khi hát và thể hiện ở ca khúc đó để có một cái độ thẩm thấu nhất định cần phải có khoảng thời gian phải không ạ? À? Thì thường thường ca sĩ như chúng em đi hát thì rất là nhiều thì thường hay hát những ca khúc đã quen thuộc rồi và coi như hầu như là thuộc nằm lòng luôn, hát không cần phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà khi những ca khúc mới muốn để mình thể hiện rõ hơn, rõ nét hơn và tình cảm hơn thì mình phải chú tâm đến cái giai điệu và cái lời ca. Thì khi mà Vân Khánh cầm văn bản lục nhạc vở bài á, thì những hình ảnh như lúc này mà cô MC Duyên Giang đã nhắc đến như là những hình ảnh rất là thân thương như là cây đa, giếng nước, con đò và những cái trò chơi và tuổi thơ như tắm sông này, thả diều ha. Thì thực sự là tác giả đã rất là tinh tế khi đến cái cảm xúc riêng tư của mình nhưng cũng rất là đồng điệu với tất cả chúng ta ngồi đây. Ai sống xa quê cũng có một quê hương, một nơi chốn để thương, để nhớ và những ký ức thật đẹp về một tuổi thơ, có thể là tuổi thơ đó đầy gian khổ và rất là thiếu thốn, nhưng tất cả chúng ta chính những hình ảnh đó đã lồng lại một cái cảm xúc rất là tốt đẹp mà trong cuộc sống bôn ba khắp chốn, cho dù có mệt mỏi bao nhiêu, có gian truân bao nhiêu nữa, khi nhớ về những ký ức tuổi thơ đều làm chúng ta cảm thấy ấm áp hơn và đầy hy vọng hơn. Tôi xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Và thưa nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, thông thường á là người ta hay nói ca sĩ với lại nhạc sĩ tác giả thì có một sự kết nối thông qua cái bài hát, và khi thể hiện những ca khúc do tác giả Thiên Tuế sáng tác thì chị cảm nhận như thế nào về người nhạc sĩ này ạ? Thì như lúc nãy Khánh có chia sẻ rằng là bài hát này với những cái giai điệu và ca từ nó hoàn toàn rất mộc mạc và đơn giản, không cần phải cầu kỳ quá, cao siêu quá, nhịp cũng rất là dễ chịu, phải không ạ? Chúng ta đi nghe một giai điệu rất là nhẹ nhàng, trữ tình, giai điệu slow, không? Mặc dù là một ca khúc mới, nhưng mà người tác giả cũng như ca sĩ và những người hòa âm phối khí cũng mong rằng đem đến cho tất cả quý vị một tác phẩm âm nhạc hay, đẹp và đi vào lòng người. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Cảm ơn chị.